tôi sẽ còn phải giữ trong bao lâu nữa? À, 1 phút nữa. Cái động tác treo người trên thanh ba này tưởng chừng là dễ nhưng thật ra rất là khó và rất là mỏi nữa. Không hiểu là có động tác nào dễ hơn và đỡ cơ bắp hơn không, bởi vì tôi nghĩ là trước khi mà nhìn thấy sự thay đổi về chiều cao thì vai của tôi đã to ra mất rồi. À, tất nhiên là sẽ có chứ, có rất là nhiều bài tập dễ hơn có thể hỗ trợ cải thiện tư thế và chiều cao, có thể tập tại gia được. Tuyệt vời, để chúng ta thử nhé. Ok, bắt đầu. Để hỗ trợ cho phát triển chiều cao thì chúng ta đứng hai chân rộng bằng hông. Đó, bắt đầu thì hít thật sâu, đứng cơ thể đứng thẳng là hít thật sâu. Khiếng lên thì thở ra. Giữ từ 1 đến 2 giây, xuống hít sâu và lên thở ra. Bài tập đơn giản này mang lại vô vàn tác dụng, không chỉ hỗ trợ cải thiện tư thế, kéo giãn cơ tối đa, thon gọn bắp chân mà còn giúp lưu thông khí huyết, giảm căng thẳng mệt mỏi và dưỡng thận, dưỡng tinh. Ok, thì mình sẽ thực hiện động tác tiếp theo khó hơn một chút. Thì mình sẽ kết hợp với động tác đầu tiên và bật nhảy lên. Thì bắt đầu từ từ hít thật sâu, hơi trùng gối xuống. Đưa tay về trước, bật thẳng người lên và tiếp xúc về bằng mũi chân. Hít sâu lên thở ra. Hít và lên thở. Hít sâu lên thở ra. Cũng giống động tác 1, bài tập này giúp điều chỉnh tư thế, giãn cơ, tăng tuần hoàn tim mạch và giúp làm thon gọn cơ thể. Bài tập tiếp theo thì sẽ hỗ trợ cho việc cải thiện chiều cao, thì đứng hai chân trụ sắp vào nhau. Đó, đưa tay đan chéo vào, lòng tay hướng lên trên, từ từ kiễng gót chân lên. Rồi, từ từ hạ gót chân xuống, đẩy hông ra sau, trùng gối xuống, hít sâu và từ từ đưa ngược trở lại, lên thở ra. Rồi, từ từ tiếp tục thực hiện động tác. Rồi, tiếp tục thực hiện động tác từ 12 đến 20 lần liên tục và cố gắng giữ bên trên từ 1 đến 2 giây và lặp lại động tác. Và chúng ta sẽ thực hiện từ 2 đến 3 hiệp và mỗi hiệp cách nhau thời gian nghỉ sẽ là từ 1 đến 2 phút. Động tác tiếp theo mình sẽ giữ tư thế về tư thế quỳ và từ từ mở rộng hai gối rộng bằng hông và đẩy hông về trước đứng thẳng, từ từ đẩy hông ra sau và di chuyển tay về trước. Khoảng cách hai bàn tay rộng bằng hai vai, khoảng cách hai gối rộng bằng hông và giữ ở tư thế thẳng. Cánh tay thì vuông góc mặt sàn và đùi thì vuông góc mặt sàn. Hít thật sâu, đồng thời uốn cong cuộc sống lên. Và từ từ thở ra. Đây là một trong những động tác giúp kéo giãn cuộc sống, làm cuộc sống của bạn linh hoạt và khỏe mạnh hơn, qua đó điều chỉnh tư thế và hỗ trợ tăng trưởng chiều cao. Đưa hai gối rộng bằng hông, từ từ nhấn mũi chân xuống dưới mặt sàn hoặc thảm và từ từ di chuyển tay thẳng về phía trước, tính từ cổ tay đến khuỷu tay và vai trên nằm trên đường thẳng, từ từ nằm hẳn xuống, từ từ đẩy vai lên, đồng thời mắt nhìn lên trên, thở ra, xuống từ từ chậm, hít sâu, lên, thở ra. Xuống, hít sâu. Thực hiện động tác từ 12 đến 20 lần liên tục. Tập từ 2 đến 3 hiệp. Mỗi hiệp nghỉ từ 1 đến 2 phút. Đầu tiên mình sẽ ngồi trên thảm trước và từ từ hạ thân trên xuống dưới thảm. Đó. Rồi, tiếp xúc toàn bộ từ vai, hông và gối nằm thẳng dưới thẳng, từ từ đưa hai chân vào sát cơ thể để khoảng cách hai gối và hai cổ chân rộng bằng hông. Đó,
Từ từ hít thật sâu, nâng hông lên và thở ra. Thở ra rồi giữ đây. Khoảng cách từ vai, hông và gối nằm trên đường thẳng. Từ từ hạ hông xuống dưới. Hít sâu và lên thở ra. Lên thở ra. Hít sâu, xuống hít sâu. Động tác này có tác dụng tăng cường độ linh hoạt của nhóm cơ vòng 3, giảm đau khớp gối, điều chỉnh và làm tăng độ dẻo dai cho cuộc sống, tăng độ linh hoạt và đàn hồi của cơ bụng, giúp phát huy tối đa sự phát triển của hệ xương. Cảm ơn huấn luyện viên Hoàng Thái của trung tâm Elite Fitness vừa rồi đã mang đến cho Việt Nga những bài tập rất bổ ích. Bên cạnh các bài tập vừa xong thì các bạn có thể tập thêm các bộ môn liên quan, ví dụ như bơi lội, đạp xe và chơi bóng rổ. Và đừng quên duy trì một chế độ dinh dưỡng hợp lý cũng như luôn luôn giữ thái độ tích cực. Chúng tôi sẽ còn quay trở lại với các số khỏe và đẹp tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.